Dạ vâng, em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim. Thì trong một cái video ngắn của ngày hôm nay, show bên em lại xin giới thiệu tới các bác về cái lồng bẫy chim chào mào Sài Gòn. Thì đi chi tiết tới các bác về cái mẫu lồng này để cho các bác cùng nắm bắt được này. Thì đầu tiên là về nguyên liệu để làm lên chiếc lồng này thì được làm bằng inox 100%, đấy rất là đẹp. Còn về cái mẫu lồng này thì bên cơ sở em là sẽ bán là hai loại, một loại là có áo lụp và cóng và một loại là lồng trần, đấy là cũng tùy sở thích của các bác nhé. Thì về cái mẫu lụp có áo chùm lồng cũng như là về cái cóng ăn đây thì các bác có thể thấy là được may rất là đẹp. Đây nó sẽ có hai lớp vải như thế này. Đối với cái có cái áo lụp như thế này thì khi các bác di chuyển đi đánh nhốt con mồi bên trong thì nó sẽ không bị hoảng sợ nhé. Còn về cái mẫu lồng này thì các bác sử dụng đánh cây đánh đất đều ok. Về cái áo lụp của nó đây này các bác này, để tháo ra thì dưới đây nó sẽ có một cái vòng như thế này. Để các bác vòng đến đây các bác móc vào đây cho em. Đấy, rất là tiện. Đấy các bác bỏ hai vòng vào đây nó rất là chặt này. Đấy thì các bác có thể là sử dụng sách đi, nó không bị tuột. Và bên dưới nó cũng rất là kín các bác nhé, đấy rất là kín luôn. Đối với cái mẫu lồng như thế này thì với cái áo lụp này bên cơ sở em là đặt may rồi, đâm ra là các bác yên tâm, nó rất là vừa. Mà khi gửi tới tay các bác thì các bác cũng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đâm ra là các bác yên tâm. Còn về cái bên trong đây, về cái mẫu lụp có cóng đây các bác này. Đấy, mẫu lụp có cóng thì nó sẽ gồm là hai cái cóng ở hai bên như thế này. Đấy thì khi gửi thì em sẽ không bịt chiếc vào đây. Đấy thì gửi về tới nơi thì các bác sẽ đặt cóng vào vị trí thích hợp cũng như là cái sở thích của các bác, thì các bác đặt góc nào thì các bác đặt nhá. Thì em sẽ gửi là ví dụ em gửi là em sẽ đút hai cái cóng này vào bên trong này. Đấy về các bác sử dụng. Còn về cái cóng này là cóng nhựa, đây giá cả của nó cũng rất là rẻ thôi. Còn về cái chi tiết một chút về cái mẫu lụp này thì nguyên liệu của nó thì được làm bằng inox rồi, rất là bền cũng như là rất là nhẹ khi các bác sử dụng sách đi đánh. Còn ở bên trên đây thì nó sẽ có những cái dây đồng như thế này, quấn xung quanh như thế này các bác nhé. Còn về cái cầu tử đây, cầu tử thì được làm bằng cây gỗ này. Đấy, cây gỗ này thì đảm bảo cho các bác là nó tăng thêm cái tính tự nhiên ở bên ngoài. Đấy, khi các bác sử dụng các bác đánh, cây gỗ này thì cực kỳ là dẻo. Còn về cái nguyên tắc hoạt động của nó đây các bác này. Nguyên tắc hoạt động của nó thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, khi các bác gài ghim lên như thế này. Đấy, các bác gài vào như thế này cho em. Đấy, các bác gài vào như thế này. Đấy, thì khi con chim chào mào ấy, đấy nó nhảy vào đây nó đấu với con bổi bên trái, con mồi mình bên trong ấy, thì cái này nó sẽ sập xuống này. Với cái lực sập nó rất là mạnh nhá. Đấy thì con bổi nó sẽ không bay ra kịp được. Cũng như là cái phần lưới đây được thiết kế là lưới dù, đấy mắt 3 phân. Đấy cái lưới này giữ chào mào thì cực kỳ là ổn định cũng như là rất là yên tâm. Còn về cái phần cầu để cho con chim mồi nó di chuyển ở bên dưới thì nó sẽ gồm là ba cầu chính này, một cầu to trụ giữa này và hai cầu nhỏ bên dưới sườn đây. Để nó tạo ra nhiều cái thế đánh nó dụ con chim xuống. Về cái mẫu lụp này thì ví dụ móc cây đây các bác có thể thấy là cái móc nó rất là đẹp, hợp lý. Để móc vào cành thì nó cũng vừa tầm để con chào mào nó chuyển xuống dưới đây, nó đấu với con mồi bên dưới. Đấy, giá cả hiện tại thì về cái mẫu lụp lồng trần ấy thì bên cơ sở là sẽ bán là 550.000 đồng, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi. Về cái áo lụp ấy thêm cóng ăn thì bên cơ sở là bán là 600.000, đấy chỉ thêm 50.000 thôi là các bác có thể là được áo lụp cũng như là cóng ăn. Đấy nó cũng tùy thuộc vào các bác tham khảo nhé. Đấy đối với bác nào có sở thích là áo lụp hoặc là không áo lụp thì bên cơ sở em đều gửi cho các bác. Đấy còn phương thức gửi hàng thì bên cơ sở em là gửi hàng toàn quốc. Hàng tới tay thì các bác được bóc hàng ra kiểm tra đúng như chất lượng em giới thiệu trên video thì các bác mới phải thanh toán. Còn một video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.